Rồi, chào cô chú anh chị nha. Con G50 40 G50 48cc 62kg này hôm bữa em có đăng. Thì hôm giờ em cái xịt sơ cái vỏ để về nhìn. Đó, con này thì nó đứt cái dây giật. Thì hôm bữa là nó đứt dây giật mà kéo nó cứng, em tưởng là nó cứng cái máy. Ha, tưởng nghĩ là cứng cái máy thì em có mở cái chụp giật ra. Đó, em mở cái chụp giật này ra. Em kiểm tra thì do cái lò xo của phía trong con chó nó hư. Cái cốt đó, dây cốt đó. Thì mình về mình mua cái cốt khác mình gắn vô nha, cái lò xo của chụp giật ấy, nó giống như của máy phát cỏ rồi, mua của máy phát cỏ rồi gắn vô cũng được ha. Đó, thì đây, em có mở bô nha, cái bô này đây, em có mở bô mọi người xem bê tông nó này đẹp không, quá đẹp mọi người, bê tông cực kỳ đẹp luôn. Con này chắc bao khỏe. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Kiểu như máy mình thọc vào nó có cái lớp bảo vệ, mình thọc vào cũng được. Cái này mở cái chụp giật ra xay thì bình thường, giật bình thường nha. Còn cái chụp giật nó về phải thay là cái lò xo thì mới giật được. Cái bê tông này cực kỳ đẹp luôn nha, nó cực kỳ đẹp. Cái đấy là cái lớp gì biết không, cái lớp sinh phải nhớt nó còn trông đẹp lắm. Cái lốc máy này ra vệ sinh ra cũng đẹp nữa nha mọi người. Đó, thấy vậy vệ sinh ra đẹp. Thì máy không phải nó cứng đâu nha, tại nó đứt chụp giật em xoay không được thôi. Phải thọc cái cây vô mình mới xoay vô lăng được. Nè anh em về chỉ cần thay cái lò xo chụp giật và nói luôn về cái bộ lâm xích, cái bộ lâm xích Genoa này của Komatsu nha, lâm xích trượt nha mọi người. Thì cái lam này 6 tấc, cái xích này thì cái độ dày của nó là còn phải là 95% trở lên. Đó. Về vệ sinh cái lam ra nha. Cái lam này nó còn chữ luôn á, gì nó ăn. Ha, làm chuột đẹp nha. Đó, nó đẹp. Cộng xích này về thì mình vệ sinh đi, ngâm dầu tí là mình dùng bình thường thôi. Đó. Là tinh con dày nha. Nói chung bộ lam xích này kiếm hàng bãi xài nó ngon lắm, bền. Rồi con này thì để cho mọi người hôm bữa cứng máy, tưởng là nó cứng cái máy mà cũng không có thời gian là mở bô. Bây giờ nó còn gia tại cái lô hàng nó bán gần hết rồi, còn vài con á, thì rảnh rảnh em mở cái bô luôn. Ai ngờ đâu bê tông sưng trưng tuyệt vời. Này về dọn là dùng AC tại vì nó gần 50cc, nào nó 40 mấy ly. Con này em nghĩ chắc nào nó chắc tầm khoảng 4 ly. Chế còn nha, nói chung là nó zin hết, zin theo máy hết. Này về vệ sinh, con này nó hơi bẩn. Cái này là, cái này nó nằm chỗ đây. Rồi ok, con này để cho anh em một 1.650.000 nha. Đó, đỡ 1.650.000. Đối với G50 này thì chắc là khỏi phải bàn rồi, chắc cây to khỏi bàn luôn. Nha. Rồi chào mọi người.